làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta, uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Sinh thành người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta, uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy.
Con mười lăm, mười bảy, con đang học.
Con đứng đưa ghét đưa thương cùng nhất giai chi ở từ mà cùng giải băng chi ở từ giữ trong sạch nhớ có chữ con mới phải đóng ngờ vào thấy một tuổi một nơ chi mà nặng ngờ nhẹ con nở gắn nở thấy ở mẹ phải xây đắp vốn nở trong khi vợ dài thì có ở trong phải vào ra tâm viếng phải đi rung côi đài ngàn con tim mơ được nửa mà con muốn tim mơ được nửa khi cũng hương cũng lừa khi vào bài ra quy giữ đặt mắm lên thì nó thấy thấy mẹ ăn chi chỉ thấy ruồi với ruồi mà chỉ thấy ruồi vợi kiến chiêm bao tường đền du tán vằn thở dài thấy không đoài không ở hoài mẹ cùng nó đoài nó hoài thật là phụ tử tự hiểu ai nhắc ngay ghi ở lòng à. Thank you.
được cha mẹ nuôi ăn học
lớn lên trong tình yêu thương đồng bọn của mọi người. Ông đã lớn xa tìm hiểu trách nhiệm của một người anh cả, đã cùng theo mẹ và các em siêng năng lao động sản xuất, lên rừng đổ củi phụ giúp mẹ thì bố tham gia quân đội. Và khi trở về với nhà trường, bố anh đã tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, hiệp ước quyền của xã Long. Một rồi chuyển ngành vào công ty thương nghiệp làm lái xe. Đến năm 1988, ông đã đến nhất cùng bà mẹ Trần Thị Thu ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hai ông bà sống với nhau rất là hạnh phúc, rồi niềm vui như được nhân lên khi ông bà đón đứa con trai đầu lòng chào đời là Trần Văn Hoàng. Niềm vui giống như niềm vui khi sang năm 1990, ông bà chào đón thành viên thứ hai là anh Trần Văn Ngọc. Kính thưa ban quỳnh cùng toàn thể các trường, ông bà là một cặp tay tài gái sắc, yêu thương yêu khó khăn rồi ngoài đề để thêm thu nhập, để tăng thêm thu nhập cho gia đình và chăm lo con cái, xây dựng một gia đình ngày càng hạnh phúc và đầm ấm. Đến năm 1992, ông chuyển về lái xe sự nghiệp cá nhân đầu tiên. Và có nhân dân có mặt trong tam trường hôm nay, ông Trần Văn Anh là cha, là cầu, là đường, là chủ của đài gia đình của tôi. Trong thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được đi bác sĩ, anh em con cháu tận tình chăm sóc bệnh nhờ, nhưng do bệnh tình quá nặng và không qua khỏi đã được gần được tổ trọng 13 tuổi. Trong suốt thời gian lâm bệnh hơn một năm, cũng như trong suốt thời gian lễ tang hôm nay, được sự quan tâm của các vị chính quyền xã Cẩm Thành, ban chấp hành chi ủy ban cả thôn đông trong rong lầu xã Cẩm Thành, cũng như các tổ liên gia, toàn thể bà con quý bậc thông gia, bà con hàng xóm, bạn đều thân thiện gần gia của anh Trần Văn Anh đã đến thăm hỏi, đồng viên nghĩa đệ và tổ chức lễ tang cho ông Trần Văn Anh. Đến thời điểm này một cách chú đáo, trọn vẹn và tiếp tục để tiễn biệt, đưa tiễn ông Trần Văn Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi thay mặt cho gia đình ông Trần Văn Anh xin chân thành cảm ơn toàn thể bà con nhân dân, ban tổ chức lễ tang, quý vật công gia, bà con nông dân, thân hữu gần gia đã đến chia sẻ động viên với gia đình chúng tôi. Trong lúc tham gia buổi đối, lúc đại hội thơ xuân nhiều đót, mong quý bạn được lượng thứ, xin trân trọng cảm ơn. Cha con bơ vơ biết đi về đâu, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi.
Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con tròn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, tròn đời con không còn thấy cha. Bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Thank you.
Oh,
nay con đã lớn khôn. Công ơn cha mẹ cao quý, khi còn trông nôi mẹ cha khó nhọc đêm ngày, lúc trai gió chờ trời mẹ cha nào được mai con lớn thành danh, mẹ cha tóc đã bạc, con có nhớ ơn người để phụng dưỡng mẹ cha. Bao tháng năm nhọc nhằn mẹ cha không quan ngại, mong sao con được vui. Khi con lớn khôn mỗi lúc xa vắng nhà, mẹ cha trông ngóng từng giờ chờ tin con. Ôi tấm lòng mẹ cha cao lớn hơn biển trời, ai ơi con nhớ lời. Vợ chồng mất đi còn dễ kiếm dễ tìm, mẹ cha mất đi biết tìm kiếm nơi nào. Nên nhớ phần làm con thì luôn bao hiếu cha mẹ, để đời sau con cháu noi theo, thờ cha kính mẹ mới là đạo làm.